Kính Thành cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ màn ảnh của đài truyền hình Việt TV. Trở lại trong phần tin 24 giờ qua là các bản tin có liên quan đến Việt Nam. Cho biết chưa có thông tin về hai chị em biểu tình bị bắt giữ hôm 10 tháng 6. Hai chị em Nguyễn Thị Ngọc Phượng sinh năm 1988 và Nguyễn Thị Trúc Anh sinh năm 1994 ở giáo xứ Phúc Lâm, Hồ Nai đã bị công an Biên Hòa bắt vì tham gia vào cuộc biểu tình chống luật đặc khu và luật an ninh mạng ngày 10 tháng 6 năm 2018 tại Việt Nam. Đến nay vẫn chưa được thả. Gia đình của hai người bị bắt cho biết như vừa nêu hôm 5 tháng 7 và nói thêm là đã nhờ các văn phòng luật sư tư vấn nhưng đều bị từ chối. Theo lời thuật lại của bà Vui, chị gái của hai người này thì hôm 10 tháng 6, rất nhiều người dân sống ở Đồng Nai đã kéo về Biên Hòa để biểu tình. Số người bị bắt trong ngày hôm đó khoảng 100 người, phần đông là công nhân. Cho đến nay vẫn chưa rõ bao nhiêu người còn bị giam giữ. Hai gia đình của hai chị Ngọc Phượng và Trúc Anh cho biết hai người hiện đang bị giam giữ tại trại tạm giam của Công an thành phố Biên Hòa. Thưa quý vị, bị cáo sát hại bé Nhật Linh đã bị tuyên án chung thân. Bị cáo Yasunosa Shibuya vào ngày 6 tháng 7 đã bị tòa phúc thẩm tại Shiba, Nhật Bản tuyên án tù chung thân trong vụ sát hại bé gái người Việt Lê Thị Nhật Linh. Hãng tin Kyodo cho biết cơ quan công tố đã đề nghị mức án tù chung thân dù ông này luôn bác bỏ mọi liên quan đến cái chết của bé Nhật Linh. Được biết, tại phiên tòa sơ thẩm công khai vào hôm 18 tháng 6 trước đó, mức án tử hình đã được tuyên. Sau khi bản án phúc thẩm được tuyên, truyền thông Việt Nam đã trích lời người thân của bé Nhật Linh cho biết gia đình rất phẫn nộ trước quyết định của tòa án. Trước đó, cha và mẹ của bé Nhật Linh đã vận động gửi cho tòa bản thu thập hơn 1 triệu chữ ký, yêu cầu phải tử hình cả sát nhân. Chủ nhân của các trang mạng xã hội cũng bày tỏ sự bất bình và thất vọng trước bản án và cho rằng phải tử hình kẻ thủ ác. Bé Nhật Linh được xác nhận là đã bị hãm hiếp rồi bóp cổ cho đến chết. Bị cáo Yasumasa Shibuya, 46 tuổi, từng là chủ tịch hội phụ huynh tại trường tiểu học của bé Nhật Linh theo học. Mẫu ADN của bị cáo cũng được phát hiện trên thi thể của nạn nhân. 6 người Việt bị bắt vì săn bắt hổ ở Malaysia. Thưa quý vị, 6 người Việt Nam gồm 2 phụ nữ đã bị bắt giữ ở Malaysia vì săn bắt trộm và sở hữu một lượng lớn cơ thể động vật, bao gồm da của loài hổ Malaysia đang có nguy cơ đe dọa tuyệt chủng, theo AFP cho biết. Giới chức bảo tồn của Malaysia cho hay cuộc bắt giữ vào hôm thứ Tư ở bang Pahang đã thu hồi được nhiều miếng da hổ cùng với da, móng và thịt của các phần cơ thể của một số con gấu thuộc loài đang được bảo vệ, một con báo, dê và trăn. Đây là cuộc bắt giữ liên quan đến hổ lớn nhất ở Malaysia trong năm nay, giá trị gần nửa triệu ringgit, tức là 2,8 tỷ đồng Việt Nam. Những nghi phạm săn bắt trộm đã giết chết 3 con hổ, một trong đó là một hổ con. Loài hổ quý hiếm này từng có đến hàng ngàn con trong các khu rừng nhiệt đới Malaysia, nhưng giờ đây chúng hiện đang nằm trong diện nguy cơ tuyệt chủng vô cùng cao, với chỉ khoảng 340 con còn sót lại. Loài hổ này cũng là biểu tượng linh vật quốc gia, xuất hiện trên các biểu tượng quốc gia Malaysia và các huy hiệu. Cũng vào thời điểm này một năm trước, quan chức Malaysia đã bắt giữ một người đàn ông Việt Nam buôn lậu sừng tê giác có trị giá 70.000 Mỹ kim. Bản tin tiếp theo cho hay Gazprom và Petro Việt Nam thảo luận các dự án khí đốt tại Việt Nam. Thưa quý vị, tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga và tập đoàn dầu khí Việt Nam Petro Việt Nam kỳ vọng cụm mỏ Hải Thạch và Mộc Tinh ngoài khơi của Việt Nam do hai phía cùng nhau khai thác sẽ sản xuất được 2 tỷ mét khối khí trong năm 2018. Cụm mỏ này nằm cách Vũng Tàu chừng 320 km về phía đông nam và thường được gọi là dự án Biển Đông 1. Mạng Kalanish Energy đã loan tải thông tin vừa nêu vào ngày 6 tháng 7. Đại diện cho hai tập đoàn đã gặp nhau tại Moscow vào hôm thứ Tư để thảo luận về tiến độ các dự án khí đốt chung tại Việt Nam. Thông cáo đưa ra sau cuộc gặp nêu rõ rằng hai phía thảo luận xoay quanh các vấn đề về thăm dò địa chất và sản xuất ở Việt Nam, cũng như triển vọng của các dự án nhà máy phát điện bằng khí đốt và việc sử dụng khí đốt làm nhiên liệu cho xe cộ. Dự án này sẽ sản xuất ra khí thiên nhiên hóa lỏng cho thị trường xe sử dụng loại thiên nhiên liệu này và cung cấp nhiên liệu cho mạng lưới các trạm nạp khí thiên nhiên nén. Thưa quý vị, tin giải trí cho biết ca sĩ Elvis Costello hủy bỏ chuyến lưu diễn sau ca phẫu thuật ung thư. Ca nhạc sĩ nổi tiếng người Anh quốc Elvis Costello vào ngày thứ Sáu 6 tháng 7 loan báo ông sẽ hủy bỏ những buổi trình diễn còn lại của tour lưu diễn Âu Châu vì vừa mới trải qua một ca phẫu thuật cắt bỏ tế bào ung thư. Costello, 63 tuổi, từng được nhiều người biết đến qua các nhạc phẩm như Oliver's Army, Every Day I Write a Book và Allison. 6 buổi trình diễn mà ông tuyên bố hủy bỏ trước đó đã được ấn định diễn ra tại Croatia,
Austria, Na Uy và Thụy Điển. Elvis Costello cho biết cách đây 6 tuần, ông được bác sĩ chẩn đoán có tế bào ung thư nguy hiểm, nhưng hoàn toàn có thể khỏi bệnh nếu như làm phẫu thuật. Danh ca Elvis Costello có tên thật là Declan Patrick McManus. Ông sẽ cho ra đời tác phẩm âm nhạc mới vào tháng 10 năm nay. Bản tin giải trí tiếp theo cho hay, đoàn làm phim bộ phim Star Wars phần 9 đang để mắt tới nữ diễn viên Carrie Russell. Tạp chí Variety cho biết nữ diễn viên nổi tiếng của làng điện ảnh Hollywood là Carrie Russell hiện đang trong tiến trình thương thuyết để gia nhập vào đoàn làm phim Star Wars phần 9. Phim này sẽ do đạo diễn J.J. Abrams đích thân biên soạn và chỉ đạo diễn xuất. Trước đây, Carrie Russell và đạo diễn J.J. Abrams từng hợp tác trong series phim truyền hình Felicity vào thập niên 1990. Sang năm 2016, họ lại tái hợp trong bộ phim Mission Impossible phần 3. Trong suốt 2 tháng qua, đạo diễn J.J. Abrams và đoàn làm phim Star Wars đã gặp gỡ nhiều nữ diễn viên khả ái và họ đã chọn ra Carrie Russell. Mọi thông tin chi tiết về vai diễn đến nay vẫn chưa được tiết lộ. Được biết, bộ phim Star Wars phần 9 sẽ chính thức phát hành vào ngày 20 tháng 12 năm 2019. Thưa quý vị, sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin dự báo thời tiết cho ngày Chủ nhật 8 tháng 7 cùng với Hoài Sa. Dự báo thời tiết mở đầu với thành phố Boston. Trời nắng kèm theo mây rải rác vài nơi với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 82, xuống thấp nhất vào ban đêm là 66 độ. Gió đông nam từ 10 cho đến 20 dặm một giờ. Dự báo ngày và đêm sẽ không có mưa. Tại thành phố New York, trời trong xanh và đầy nắng với nhiệt độ trong ngày dao động vào khoảng 67 cho đến 83. Gió đông nam từ 5 cho đến 10 dặm một giờ. Dự báo ngày và đêm sẽ không có mưa. Thủ đô Washington DC trời trong xanh và đầy nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 84 và xuống thấp nhất vào ban đêm là 64 độ. Gió đông bắc từ 5 cho đến 10 giờ một giờ, dự báo ngày và đêm cũng không có mưa. Khu vực Atlanta trời có nhiều mây rải rác với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 84 và xuống thấp nhất vào ban đêm là 69 độ. Gió đông từ 10 cho đến 15 giờ một giờ, dự báo xác suất mưa trong ngày vào khoảng 20%. Tại Orlando, trời có nhiều mây với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 90 và xuống thấp nhất vào ban đêm là 75 độ. Gió Tây Bắc từ 5 cho đến 10 giờ một giờ, dự báo xác suất mưa trong ngày vào khoảng 20%. Thành phố Chicago, trời trong xanh và đầy nắng với nhiệt độ trong ngày dao động vào khoảng 66 cho đến 83. Gió Đông Nam từ 5 cho đến 10 giờ một giờ, dự báo xác suất mưa trong ngày chỉ vào khoảng 10%. Thành phố Dallas của tiểu bang Texas, ban ngày trời có nhiều mây và dự báo sẽ có mưa dông vào buổi chiều tối. Nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 92 và xuống thấp nhất vào ban đêm là 74 độ. Gió đông từ 5 cho đến 10 giờ một giờ, dự báo sẽ xuất mưa trong ngày vào khoảng 40%. Khu vực Houston trời có nhiều mây kèm theo mưa dông trong ngày, với nhiệt độ dao động vào khoảng 76 cho đến 86. Gió đông nam từ 5 cho đến 10 giờ một giờ và dự báo sẽ xuất mưa trong ngày là 40%. Thành phố Seattle trời có nhiều mây rải rác kèm theo nắng nhẹ với nhiệt độ cao nhất vào khoảng 77, xuống thấp nhất ban đêm là 57 độ. Gió Tây Bắc từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa trong ngày chỉ vào khoảng 10%. Tại San Jose trời trong xanh và đầy nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 84 và xuống thấp nhất ban đêm là 59 độ. Gió Tây Bắc từ 10 cho đến 20 dặm một giờ, dự báo ngày và đêm sẽ không có mưa. Trong khi đó, thì tại khu vực Los Angeles, trời trong xanh và đầy nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 93, xuống thấp nhất vào ban đêm là 70 độ. Gió thổi nhẹ hướng Tây Nam dưới 5 dặm một giờ, dự báo ngày và đêm sẽ khô ráo và không có mưa. Bản tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin 24 giờ qua cùng với Thiện Hạnh và Hoài Sa. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại.